Hello, xin chào mọi người. Làm vì đam mê hôm nay lại quay trở lại mọi người ạ. Làm vì đam mê chúc mọi người một ngày mới luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình nhé. Công việc thì làm thì suôn sẻ, gặp nhiều may mắn trong một ngày mới nhé. Hôm nay làm vì đam mê lại đi sửa và làm đường khai thác mọi người ạ. Mọi người hãy cùng theo dõi cách mà tôi di chuyển lên trên đỉnh núi để làm nhé. Đây là cung đường đi cực kỳ dốc, nguy hiểm treo leo mọi người ạ. Nhưng mà khung cảnh thiên nhiên ở nơi thôn bản cũng thật là thơ mộng và đẹp mọi người ạ. Mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Mọi người xem thấy thích thì hãy cho tôi một like, một share nhé. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ mời mọi người cùng xem nhé. Cách tôi làm việc nhé. Và cách tôi di chuyển máy lên trên đỉnh núi nhé mọi người. Đấy, mọi người thấy khung cảnh nó hùng vĩ không? Đấy, tôi mẹ tôi phải chui luồn những cái khu như thế này để mọi người, đường cực kỳ treo leo. Đấy, mọi người thấy có con ong bò vẽ này, nó tưởng cái flycam của tôi là ong chúa sao mọi người ạ. Đấy, nó bay tiến lại gần flycam này. Thấy to quá là nó lại bỏ chạy rồi mọi người. Đường lên trên chỗ làm rất là treo leo mọi người ạ. Tôi đánh từ đây lên trên đỉnh nó phải cây hơn cây mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Cung đường này cực kỳ là treo leo. Leo lên tới đây rồi mọi người. Mọi người thấy máy của tôi nó bé xíu ấy mọi người. Bé đúng như con tay mọi người.
vào những chỗ cua cực kỳ hẹp mọi người ạ. Có khi máy xúc phải tiến lùi 2-3 đỏ mới qua được chỗ cua này mọi người. Đường này rất là hẹp, treo leo. Cây cối đủ um tùm mọi người, đi vào những cung đường như này là cây rồi rác rưởi nó rơi hết vào trong chỗ trung tâm bên này bơm quay toa mọi người. Lá cây đã tiếp rơi rụng đầy trong bơm quay mọi người. Đấy mọi người thấy ấy, khung cảnh có hùng vĩ không? Đất nước mình này rừng vàng biển bạc. Khung cảnh thật là nên thơ và đẹp mọi người nha. Mọi người xem thấy thích thì hãy cho tôi một like, một share nhé. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì máy tôi chui hẳn vào trong lùm cây vào rừng rồi mọi người ạ. Giờ thì chả nhìn thấy máy đâu nữa rồi mọi người. Đấy, công việc sửa đường và làm đường nó như thế đấy mọi người. Chỗ nào cũng chui, chúng rúc như là con rúi ấy mọi người. Phải chui, phải rúc thì mới kiếm ăn được mọi người ạ. Đấy, đường ngoằn ngoèo quanh co nguy hiểm mọi người nhé.
Tôi với mọi người cùng chơi lú tìm nhé. Lú mọi người tìm thấy tôi ở đâu nhé. Đấy, mọi người thấy đường nó có rậm rạp không? Còn chả nhìn thấy máy đâu nữa mọi người ạ. Một chui rúc như là một con rúi mọi người.
Đấy, mọi người thấy địa hình đường đồi núi có treo leo không? Rất treo leo bị hiểm trở mọi người ạ. Tôi leo lên chỗ này thì dốc tức quá mọi người, xe không lên được, máy không lên được. Chỗ này có khi là phải sửa lại một tí mọi người ạ. Sửa lại rồi thì mới lên được. Tôi phải cào qua cho nó thật cân đường. Giờ cào cấu này leo lên đã mọi người. Nó dốc quá là ba tê lê bánh mọi người, không lên được mọi người. Bấu gầu để kéo máy lên mọi người. Đấy cũng được. Treo leo chả thế mọi người. Đấy, bây giờ thì máy lên rồi mọi người. Tí tôi có cào qua và tôi đủn ben xuống sửa lại chỗ này.
mọi người vào xem thấy thích thì hãy cho tôi một like, một share nhé. Và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho tôi nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video kế tiếp nhé. Bye bye, xin chân ái, chào tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người.